Rồi, bây giờ theo chân Phước Sửu nào, và bây giờ là một cái căn biệt thự tại khu Cảnh Đôi thuộc đường Nguyễn Bính, Phú Mỹ Hưng. Đây là một khu dân cư gọi là VIP của Phú Mỹ Hưng luôn quý anh chị ạ. À. Một cái căn biệt thự rất là đẹp luôn, với một mức giá gọi là cạnh tranh với giá thị trường. Mặt tiền đường trục chính là đường Nguyễn Bính của khu dân cư Cảnh Đôi. Diện tích của căn nhà biệt thự này là 13 nhân cho 20.5. Như mọi người nhìn thấy thì căn nhà rất là đẹp phải không? Một gọi là kiến trúc xây dựng rất là đẹp luôn. Ở đây thì bên ngoài thì gọi là cũng khá cổ kính, được phủ nhiều cây xanh, xây dựng cũng khá đơn giản chứ không phải là cầu kỳ. Nhưng mà nội thất bên trong như quý anh chị nhìn thấy là kết hợp giữa tân và cổ, có rất là nhiều gỗ nè, rồi những cái hài hòa tinh túy của căn nhà đều gói gọn trong một căn nhà này luôn. Một cái vị trí khá là đẹp luôn. Vị trí ở đây là đường Nguyễn Bính, là một con đường khá rộng. Đường trước nhà đến đến là 22 mét, nên đó là căn nhà có một cái tầm view rất là thoáng. Xung quanh của căn nhà như quý anh chị nhìn thấy là một khu biệt thự đơn lập. Đấy thì nó khá thoáng, mật độ cây xanh gọi là phủ gần như là kín xung quanh đường nè, rồi có công viên cây xanh, và ở đây thì cũng hơi xa căn hộ nên đó là tầm view và cái mức độ thông thoáng khá tốt luôn. Căn nhà này với tổng diện tích đất là 13 nhân cho 20.5, tổng diện tích xây dựng là 267 mét vuông, và diện tích sàn của căn nhà là 286 mét vuông. Kết cấu xây dựng là gồm là một trệt, hai lầu, sân thượng, áp mái. Hướng của căn nhà là hướng chính tây, là một trong những cái hướng gọi là tây tứ mệnh và hiếm hoi tại khu kiểm đồ, cảnh đồi này luôn. Nên đây là quý anh chị mà chọn cái căn nhà này gọi là phù hợp với hướng tây thì quá tuyệt vời luôn. Bởi vì hiện tại là hướng tây ở khu cảnh đồi là có một, cũng đếm trên đầu ngón tay là có số lượng căn rất là ít. Hiện tại của căn nhà thì có một cái quán giống như là có quán cà phê rất là đẹp nha quý anh chị, và đang có hợp đồng cho thuê lên đến gần 100 triệu một tháng, và hợp đồng cho thuê này đến 2024. Sau 2024 thì quý anh chị có thể là lấy lại nhà để tự kinh doanh, hoặc là mình có thể tăng giá thuê lên, bởi vì gọi là cái mức cho thuê tại Phú Mỹ Hưng hiện tại là đang khá cao, bởi vì một số gọi là những cái người nước ngoài giống như là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore hoặc là Trung Quốc, rồi có một vài nước khác châu Âu nữa, họ đang gọi là đang trở về Phú Mỹ Hưng để ở tận hưởng những cái không khí và những cái tiện ích, những cái đẳng cấp 5 sao tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Và nơi đây là một nơi gọi là kinh doanh mua bán cực kỳ sầm uất luôn, một cái tông màu rất là đẹp luôn, một cái vị trí khá sang trọng, nhưng mà một cái mức giá rất là hợp lý cho quý anh chị mà lựa chọn căn nhà tại Phú Mỹ Hưng. Cần thêm thông tin về cái căn biệt thự khu Cảnh Đồi đường Nguyễn Bính, quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu nha. Rồi Phước Sửu sẽ gửi sổ hồng nè, chi tiết cho quý anh chị. Quý anh chị có thể hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70-75% của cái căn nhà này, thì quý anh chị có thể là xem trực tiếp bên trong để quyết định. Quý anh chị cần thêm thông tin, inbox cho đội ngũ bất động sản tiềm năng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều sản phẩm sau ha.